Sau tiết mục vừa rồi thì quý vị cũng đã thấy là hai khách mời đã xuất hiện tại trường quay. Xin được giới thiệu anh Trần Mạnh Hiệp, còn được biết đến với nickname là Cu Hiệp. Anh là người sáng lập ra diễn đàn Tinh Tế, diễn đàn về công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam hiện nay. Và ngồi bên cạnh anh Hiệp là một gương mặt rất quen thuộc với quý vị khán giả, đó chính là diễn viên Nhan Phúc Vinh. Vâng, xin chào anh Mạnh Hiệp cũng như là diễn viên Nhan Phúc Vinh. Xin chào Lương Minh Hải. Nhan Phúc Vinh rất vui được gặp lại quý khán giả của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Xin chào các bạn khán giả của Vui Sống Mỗi Ngày. Vâng, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn về công nghệ. Tuy nhiên trước khi mà vào cái chủ đề chính thì tôi sẽ đưa ra cho cả hai người ba câu hỏi. Thứ nhất là nếu như mà phải ở trên một hoang đảo, chỉ được chọn một món công nghệ thôi, một món thôi nha. Okay. Thì hai người sẽ chọn cái gì? Xin mời anh Hiệp. Smartphone. Là điện thoại đúng không? Đúng. Thông minh, điện thoại thông minh. Điện thoại thông minh. Nhan Phúc Vinh. Chắc là laptop đi. Để cho dễ có thể mình rồi. Di động được. Laptop. Câu hỏi tiếp theo, cái số tiền lớn nhất từ đó tới giờ mà hai người bỏ ra, số tiền lớn nhá, để mua một món đồ công nghệ là bao nhiêu tiền và mua món đồ gì? 100 triệu mua máy ảnh. 100 triệu mua máy ảnh. Vinh cũng 100 triệu mua máy ảnh. Còn máy tính thì khoảng hơn 50 triệu. Không, tôi hỏi là lớn nhất. Đây là chưa hỏi đã khai đúng không? Tại vì chưa đánh tại đã vì khai. Tôi chỉ hỏi là lớn nhất. Tại vì khái niệm công nghệ đối với Vinh thì nhiều khi máy chụp ảnh nếu mà xét về công nghệ thì nó cũng cải tiến hơn, nó hơi hơn. Nhưng mà nếu mà nói về công nghệ thì là máy tính thì là cái công nghệ đó mình thấy rất rõ và được áp dụng rất nhiều. Máy ảnh thì đã là công nghệ rồi đúng không ạ? Bởi vì hồi xưa máy ảnh chỉ là chụp ảnh chứ bây giờ người ta dùng máy ảnh để quay phim HD rồi đúng không? Rồi kể cả chụp xong rồi post lên Facebook. Vâng, nhiều thứ lắm, nó còn vào mạng được nữa cơ. Chính xác. Câu hỏi cuối cùng, tức là nếu như được mơ ước đến một cái món đồ công nghệ nào đó mà hai người muốn mua thì đó là gì? Xin mời anh Hiệp. Mình đang mơ chiếc BMW i8. Thế còn Vinh? Vinh thì bởi vì Vinh một người rất thích thể thao, cho nên nếu mà mơ một món đồ công nghệ cho Vinh thì là Vinh ước gì có một cái máy mà chỉ cần gắn những cái chip vào người mình thôi, hoặc là mình mặc nó vào người thôi, mình cứ ngồi mình rung đùi khoảng 1-2 tiếng sau thì là cơ bắp nó được vận động thế cơ mà đúng không? Tức là hiện tại mình đang bởi vì giống như là anh Hiệp là BMW i8 là có thật đúng không? Có thật. Đó, tức là chỉ là chưa đủ tiền mua thôi. Tức là còn nếu mà đủ tiền là sẽ mua, còn bây giờ Vinh phải ước mơ một cái món đồ nào đấy, tức là mình sẽ phải coi như là tiết kiệm tiền đóng phim để mình dồn lại bao nhiêu bộ phim đó để mình mua món đó chẳng hạn. Nếu vậy thì chắc là Vinh rất là thích một cái chiếc máy quay phim. Một cái máy quay phim mà tích hợp được những công nghệ mới nhất, quay lên cho những cái hình ảnh mà đẹp hơn cả mắt thường của mình. Tức là máy ảnh 100 triệu vẫn chưa đã đúng không? Chưa đã. Tôi rất cũng muốn biết rằng là tại sao á mọi người thường nói rằng là phái mạnh thì lại mê đồ công nghệ hơn, giống như là phụ nữ thì họ lại mê mỹ phẩm, thời trang, quần áo và làm đẹp chẳng hạn. Anh Hiệp, anh là chủ của diễn đàn Tinh Tế đúng không? Một diễn đàn về công nghệ rất là nổi tiếng tại Việt Nam. Anh có thể giải thích lý do tại sao không ạ? Thì nó hơi thiên về kỹ thuật một chút. Thì nam thì họ thích những cái thứ đó, thiên về kỹ thuật, thiên về công nghệ. Thì mình nghĩ là nam họ thích cái đó. Vậy tôi muốn hỏi là trong cái diễn đàn của anh á, thì anh có biết được rằng là bao nhiêu phần trăm là phái mạnh và bao nhiêu phần trăm là phái yếu không? Không có một cái thước đo cụ thể, nhưng mình nghĩ chắc cũng phải hơn 90% là phái mạnh ạ. Còn Nhan Phúc Vinh, Nhan Phúc Vinh giải thích vì sao là đàn ông hay mê công nghệ, có giống như anh Hiệp không? Vinh nghĩ là chắc xuất phát từ cái một trong những tính cách người đàn ông là rất là thích khám phá và tìm tòi những cái mới. Thì rõ ràng là công nghệ cứ vài tháng hay là 1-2 năm thì nó lại có những cái công nghệ mới, và chính vì những cái điều đó mà nó khiến cho cái sự tìm tòi muốn tìm cái mới của người đàn ông á nó được kích thích. Và dần dần thì ngay từ nhỏ dần lớn lên, rồi những người có sở thích tìm tòi như vậy đó, thì dần dần thì họ sẽ có được những cái mà lúc nào cũng chạy theo những cái công nghệ mới, và dần dần thành một cái đam mê. Và phần lớn thì là đàn ông thôi, mà phụ nữ thì họ sẽ thích những cái gì đó nó nhẹ nhàng hơn, hay là nhưng mà tôi nghĩ rằng là phụ nữ thì họ lại tò mò hơn đàn ông nữa chứ nhỉ? Có thể là sau này phụ nữ hiện đại á, khi mà họ có được một cuộc sống độc lập hơn rồi á, thì họ sẽ bắt đầu quan tâm tới công nghệ hơn, bởi vì công nghệ giúp cho cuộc sống của họ, giúp cho công việc của họ nó được phát triển một cách tốt hơn và một cách độc lập vững vàng hơn. Đúng là cuộc sống của chúng ta có công nghệ thì nó dễ dàng hơn rất nhiều, dễ dàng hơn về mọi mặt đúng không ạ?
Nhưng mà mọi người có bao giờ bị một cái cảm giác giống như tôi ở gần cách đây khoảng độ 2 ngày thôi, thì tức là khi mà đi làm thì tự nhiên tôi quên cái điện thoại ở nhà. Thì lúc mà mình biết là mình sờ vào túi, mình biết là mình quên thì mình cũng hơi giật mình và mình bắt đầu cảm giác khó chịu. Mình bắt đầu phải mất đến 30 giây quyết định xem là có nên quay về để lấy cái điện thoại đấy hay không. Nhưng mà mình nghĩ rằng là bây giờ không điện thoại thì mình vẫn có mạng xã hội Facebook để mình liên hệ. Thế thôi, tôi quyết định là không có lấy điện thoại đấy nữa, thì tôi ra quán cà phê tôi ngồi viết kịch bản. Thì cả một cái buổi sáng hôm đấy tôi cũng thấy không có ảnh hưởng gì lắm. Thoải mái hơn đúng không? Ừ, tức là tôi thấy là rõ ràng là mình không có nó thì mình cũng bực mình. Nhưng mà tự nhiên không thấy có nó bên cạnh thì mình cũng không thấy ai phiền, hoặc là cũng không thấy bị một cái gì đó là, tức là nếu mà không có một cái điện thoại như thế hoặc không có một cái máy tính bảng chẳng hạn thì chúng ta vẫn sống tốt. Tức là cũng không ảnh hưởng trực tiếp lắm. Cái này cũng chưa chắc đâu nha. Chưa chắc. Bởi vì lúc nãy anh Hải có nói là chỉ cần post lên Facebook một cái tin đó là Hải thấy qua điện thoại ở nhà rồi, có gì các bạn liên hệ qua Facebook nha. Đấy là thì khi bạn viết kịch bản anh vẫn có thể không, nhưng mà tôi lại không có viết lên cái status như thế. Bởi vì tôi muốn thử xem là bây giờ không có điện thoại thì mình sẽ sống như thế nào. Nhưng mà mình nghĩ rằng tối anh Hải về nhà mở điện thoại ra thấy rất là nhiều tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ, thì lúc đó thì thấy tiếc là tại sao thấy hối hận là tại sao mình không mang điện thoại theo. Hoặc là cái đó chỉ diễn ra trong một buổi thôi, còn liên tục như vậy thì nó sẽ không hiệu quả đâu. Tức là không ổn lắm. Không ổn lắm đâu. Không chỉ để điện thoại thông minh hay là máy tính bảng hay là laptop hay là máy tính để bàn, thì bây giờ chúng ta đang trở thành nô lệ của công nghệ rồi, đúng không? Nhưng chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta bàn về cái sự thay đổi của con người và công nghệ 50 năm sau nữa. Thì tôi nghĩ rằng là sẽ có rất nhiều điều đáng bàn đây, đúng không? Chắc là mọi người cũng đã xem phim ảnh Hollywood rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng là trong giấc mơ, tôi cũng không bao giờ dám mơ đến là một ngày nào đó mình sẽ có một con robot surrogate, tức là thay thế mình để đi ra ngoài đường. Mình có thể ốm nằm nhà nhưng mà cái đứa thay thế Lương Mạnh Hải thì vẫn sẽ là một Lương Mạnh Hải rất là đẹp đẽ nuột nà, đúng không? Rồi là chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ rằng là chúng ta sẽ có cỗ máy thời gian. Mọi người có nghĩ rằng các nhà làm phim Hollywood họ nghĩ ra một cái viễn cảnh như vậy và nó có thể trở thành hiện thực hay không? Hay đấy chỉ đơn giản là một cái thứ phim ảnh cho chúng ta gọi là tăng sức tưởng tượng mà thôi? Rất có thể nha, tức là rất là nhiều phim đã chứng minh cái điều là cách đây mấy chục năm trước họ nghĩ và bây giờ là hiện thực. Ví dụ máy tính bảng chẳng hạn, trong một cái phim Star Wars cách đây năm bảy mấy thì họ đã sử dụng máy tính bảng, thì hồi đó nó tưởng tượng là không có nhưng bây giờ đã có rồi. Rõ ràng là đối với công nghệ á, thì nó là không có một cái biên giới gì để mà giới hạn nó hết cả. Không thể giới hạn được. Bằng cái trí thông minh của mình, bằng cái sự sáng tạo của con người thì hoàn toàn có thể tạo ra được những cái thứ công nghệ đó. Vinh có nhớ là khi mà xem cái bộ phim hoạt hình, những cái nhà làm phim họ đã vẽ ra một cái viễn cảnh cho tương lai, có thể là 20-30 năm sau chẳng hạn, thì khi đó con người trở nên rất là thụ động, họ gần như là chỉ sử dụng cái đầu của mình thôi, còn toàn lại tay chân này nọ là cứ ngồi trên một chiếc xe, một chiếc phi thuyền và nó cứ bay từ nhà ra cửa hàng tới chỗ làm việc, và họ chỉ cần họ nói chuyện, và thậm chí họ chỉ cần họ nói thôi thì nó bật một cái máy tính bảng ngay trước mặt họ và họ nhìn vào đó thì tự động sẽ nhận hết được những cái mà chủ nhân của nó muốn. Thì Vinh nghĩ là không đơn giản mà những nhà làm phim họ suy nghĩ ra một câu chuyện như vậy đâu, mà có thể biết đâu là trong tương lai chúng ta cũng sẽ có được những cái cỗ máy như vậy để mà hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà rõ ràng khi mà coi phim đó thì Vinh cũng thấy một điều rất là mình nhìn được, đó là con người hoàn toàn thụ động, họ không biết đi. Những cái người rất là lớn rồi mà họ cũng không biết đi luôn đó, thì bởi vì họ ngay từ sinh ra là họ đã phụ thuộc vào máy móc, phụ thuộc vào công nghệ rồi. Nếu như bây giờ cả anh Hiệp lẫn cả Nhan Phúc Vinh trở thành một người đạo diễn để nghĩ ra một ngày viễn cảnh của 50 năm sau, con người sẽ phụ thuộc vào công nghệ như thế nào, thì mọi người sẽ tưởng tượng một ngày đó như thế nào? Nhan Phúc Vinh trước đi. Tức là sáng sớm mọi người dậy thì mọi người sẽ làm gì? Mọi khi là phải đánh răng, rửa mặt, đi vào toilet, đúng không ạ? Và theo như Nhan Phúc Vinh thì tôi nghĩ rằng là với tính cách anh này thì anh muốn là nằm một chỗ thôi và tự nhiên máy móc đến vệ sinh cơ thể, đúng không? Xong mặc quần áo xong rồi sẽ từ từ không cần thang máy nữa, mày đưa anh xuống thẳng xe hơi luôn. Bây giờ mà lúc đó thì anh này là luôn nghĩ đến cái mình sẽ nằm ra xong rồi mình sẽ... Với những người rất là năng động và lúc nào cũng công việc như mình thì rõ ràng nó tốt thôi. Nhưng với điều kiện là nó phải rất là nhanh nha, chứ không phải là mình bấm nút rồi xong mình nằm mình chờ. Thì nhanh là bao nhiêu giây nào? Tức là bây giờ anh cho phép là buổi sáng tỉnh dậy mà Trong vòng 5 phút vệ sinh cá nhân rồi thay đồ rồi đưa mình xuống xe trong vòng 5 phút thôi. Là có cần phải chuông báo thức không? Hay tự động dậy? Tức là lại phải có một robot đúng không? Gõ vào đầu hoặc là... Không được gõ, một cái tín hiệu gì đó mà rất là nhẹ nhàng êm ái mà tự động mình mở mắt rất là nhẹ nhàng buổi sáng. Rồi ok, một tín hiệu rất là nhẹ nhàng êm ái, chắc chắn là phải robot rồi, là đánh thức dậy. 5 phút thì vệ sinh cá nhân và thay quần áo đúng không? Thế mới mất mấy phút để đi làm?
tùy trường quay gần xa đúng không? Xuống xe thì chắc là xe cũng tự động chạy luôn, mình cứ việc mình có kịch bản trong xe và đến được phim trường rồi thì mình xuống mình quay thôi. Tức là lập trình sẵn rồi đúng không? Là có thể xe tự đưa đến, thì tôi không nghĩ rằng cái đấy là có thật được đúng không? Tức là rất là gần với cả cái thực tế. Rồi tiếp, thế đi về ăn uống thì sao? Chuyện ăn uống thì đơn giản rồi, thì có máy móc này nọ thì cứ đưa tới mình, chắc là lúc đó chắc sẽ say sinh tố hết tất cả các loại thức ăn dinh dưỡng, rồi mình chỉ cần mình nuốt thôi thì trong vòng 5 phút. Không, thế thì bây giờ thay vì 50 năm sau tôi nghĩ rằng là tất cả mọi người không cần phải say sinh tố nữa. Ví dụ trong một cái viên gì đó, viên gì đó chỉ cần uống vào cái rồi là no, là đầy đủ dinh dưỡng đúng không ạ? Cho cả ngày làm việc đấy, rồi tiếp tục mình làm việc. Nhưng mà khi đó Vinh nghĩ là chắc cũng không cần phải ra phim trường đâu. Bởi vì đã tới thời điểm đó mình chỉ cần ngồi ở nhà thôi, thì sẽ có như anh Hải lúc nãy nói là sẽ có một cái hình nhân thế mạng của mình ở đó. Tất nhiên là robot thì chưa chắc gì nó sẽ được cơ mặt giống như mình. Thì bù lại là gì, thì coi như mình sẽ có một cái thiết bị quay hình của mình, cơ mặt mình sẽ diễn, nhưng mà hình thể thì làm robot kia diễn. Thế này thì hơi bị tự tin quá, bởi vì 50 năm sau đóng vai bố rồi còn gì, đúng không? Thì rõ ràng robot có cơ mặt nó phải đẹp hơn nếu rồi. Nếu mà như vậy thì mình sẽ nhờ công nghệ để mà can thiệp để mình vai cậu thôi, dưới xin không tí. Hoặc rằng là giống như cái bộ phim In Time của Justin Timberlake ấy, tức là mọi người sẽ dừng lại ở tuổi 25 và nếu mà muốn sống thọ hơn thì phải ai lấy được thời gian, tức là thêm được 3 giờ đồng hồ hoặc là 24 giờ đồng hồ chẳng hạn. Cái mình nghĩ tới nhất vẫn là một cái cánh cổng thời gian mà có thể đi từ cái mốc thời gian này sang mốc thời gian khác. Ví dụ như là chúng ta cũng nghe rất là nhiều những cái câu chuyện rất là ly kỳ về những cái câu chuyện về một cái chiếc cánh cửa thời gian hay là một cái thiết bị gì đó mà giúp cho chúng ta có thể dịch chuyển ngay tức thời tại con cắt này đến một chỗ khác. Ví dụ như bộ phim Click chẳng hạn của Adam Sandler, rõ ràng là ngay cả thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng đã có rất nhiều những nhà nghiên cứu họ phân tích về cái hiện tượng đó, nhưng mà tất nhiên là đến giờ chúng ta vẫn chưa có thể giải mã được nó. Nhưng mà biết đâu trong 50 năm tới thì các nhà khoa học bằng cái sự thông minh của họ, họ có thể giải mã được cái chuyện đó và rồi sẽ làm được một cái thiết bị tương tự như vậy thì sao? Thế bây giờ nếu mà chúng ta có cánh cổng thời gian đi, tất nhiên là 50 năm sau đúng không? Thì là chắc chắn là cậu này cậu sẽ sử dụng đầu tiên rồi, đúng không? Nếu mà quay thì là mình sẽ đây đúng không? Đứng đây đang xem rồi, đây. Vinh sẽ sử nghị sử dụng ngay lập tức và quay về cái buổi nói chuyện hôm nay nè, để mà Vinh nói là đó, chắc chắn là nó có. Đấy, tức là mục đích là phải chúng ta phải để chỉnh sửa một cái gì đó đúng không ạ? Đúng rồi. Còn anh Hiệp thì sao ạ? Nếu mà anh tưởng tượng một ngày chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào công nghệ thì nó sẽ là một ngày như thế nào ạ? Mình nghĩ nó đơn giản hơn một chút xíu, tức là chúng ta vẫn sống cuộc sống tương tự như bây giờ. Mà... anh nhớ là anh có gia đình rồi đấy, con cái rồi đấy nhá. Ok. Chứ không chỉ tưởng tượng cho một mình anh thôi. Rồi, tức là chúng ta vẫn sống một cuộc sống như bây giờ. Các mối quan hệ này nó cũng tương tự, nhưng mà nó tiện hơn thôi. Ví dụ như là mình có thể, mình ngủ dậy thì mình có thể dùng giọng nói để mình hỏi. Hoặc là cái mối liên hệ giữa sức khỏe, công việc hay tất tần tật mà mình nó sẽ kết nối với nhau. Và mình biết được rằng là dậy có sẽ có người báo cáo. Bằng giọng nói thôi, tức là báo cáo xem là mình nhịp tim như thế nào, mình cần vận động thế nào, thể trạng mình ra sao, hoặc là có cái tin tức gì mới ở đâu sẽ đọc ngay cho mình, hoặc là thời tiết bên ngoài sẽ ra sao, sau đó mình cũng đi vào đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng rồi mình đi ra sử dụng cái xe bay của mình để mình bay đến chỗ làm việc. Thì tức là mọi khi là bây giờ thì chúng ta thời điểm này này chúng ta cần phải lên Facebook này hoặc là lên các trang mạng để chúng ta biết cái gì đang diễn ra. Nhưng mà còn anh Hiệp thì muốn rằng là một cái thiết bị nào đó sẽ tự là tổng hợp cho anh tất cả những cái tin tức trong ngày đúng không ạ? Hoặc là nó có cái thiết bị mà giống như anh nói trong cái phim lúc nãy đó, thì mình sẽ đeo cái thiết bị vào đây, có thể là cái áo hoặc là một cái kẹp gì đó, thì nó giống như là một cái thiết bị mà trợ lý cho mình vậy. Mình có thể giao tiếp với nó bằng giọng nói hoặc là có thể bằng suy nghĩ hay gì đó, mình có thể hỏi, và cái nhiệm vụ của nó là sẽ kết nối tất cả những thông tin xung quanh mình lại để mình trả lời cho mình. Thế thì trong nhà anh chắc là chỉ cần một mình anh đeo thôi, chứ đừng để cho vợ hoặc con đeo, nếu mà thế thì cũng không cần phải gặp nhau lắm đúng không? Bởi vì là mỗi người một phòng, nằm trong cùng một giường ấy chẳng hạn, và mỗi người có hai cái máy đó, nó tự tổng hợp rồi là cũng tập trung nghe nó thôi, cũng không cần phải nhìn thấy đối phương đâu đúng không? Nhưng mà thực chất thì mình rất muốn là mối quan hệ nó vẫn như vậy, nhưng mà bây giờ những cái gì mà chúng ta làm mà chúng ta cảm thấy là nó mất thời gian nhiều quá thì sẽ có người giúp chúng ta nhiều hơn.